Một năm như vậy chúng ta có ba cái rằm lớn nhất: thượng nguyên, trung nguyên và hạ nguyên. Tháng giêng, tháng 7 và tháng 10 nữa vậy. Sắp sửa tới ngày 14, 15 rằm tháng 10, hạ nguyên là rằm lớn trong một năm ba cái rằm. Giống như cuộc sống ở thế gian có những ngày lễ lớn. Mày biết những ngày lễ lớn thì những người người ta mà ở trong tù mà tội mà hơi nhẹ nhẹ còn bớt tội đi đó, thì được tha bổng. Những cái rằm lớn thì ở dưới âm phủ cũng vậy. Những người mà tội nhẹ nhẹ chút bớt đi thì người ta cũng được đi đầu thai. Nên tại sao mà dịp 14, 15 mỗi tháng nhiều người đi chùa, rồi có những cái rằm lớn dù là người ta chưa có ăn chay mà người ta cũng ăn chay ngày đó, thấy không? Là do cái tâm cầu nguyện. Tâm cầu nguyện. Nên chúng ta biết tu, mình đọc trong kinh, mình biết được cái khổ cõi này của mình mang chịu. Một chứ người ta trong cõi u minh người ta khổ đau gấp trăm ngàn lần mình. Nên năm nay chúng ta cộng tu trên cái đạo tràng không chung này, lấy ngày 14, 15 hai ngày đó chúng ta chân thật tha thiết mình tu tập. Và hai ngày đó chúng ta lấy cái thời gian thêm hai đêm 14, 15 chúng ta tu 12 giờ khuya, ai vô tu được thì vô nha, coi với khả năng của chính mình. Ngày 14 thì chúng ta cũng y rang thời gian buổi tối 14, từ còn khoảng 10 phút nữa hay gì đó tới 12 giờ thì mình vô thời khóa tu. Còn 15 thì chúng ta lấy thời gian cũng như vậy luôn, hai ngày tu buổi tối khuya 12 giờ. Và hai ngày 14, 15 này chúng ta mỗi người sắp xếp được vào thời khóa tu tập, tu ngày 4 5 thờ gì đó, 5 6 thờ tùy quý vị thời gian quý vị. Nhân đức thì tu suốt quý vị luôn á. Năm nay cũng nhiều kiếp nạn người sống, người ta khổ nhiều. Giờ mình chỉ có tu tập, mình hồi hướng cầu an cho tất cả chúng sanh còn sống được bình an. Và tất cả những người chết mà quý vị biết cái trận dịch bệnh chết biết nhiều nói. Chưa siêu thoát khổ lắm. Cái đạo tràng không chung này nó có một cái quay lực lớn lắm. Tu tập để mà hồi hướng cầu siêu cho người ta. Nên Ấn Tổ ngày nói câu: tất cả những phương pháp để cầu siêu thoát thì phương pháp niệm Phật là thù thắng nhất. Vì phương pháp niệm Phật á, đa phần ai cũng làm được. Thí dụ như giờ tụng kinh trì chú đi, có những người không biết chữ, có những người không thấy đường, nó có những cái trở ngại có một số người. Nhưng chỉ có phương pháp niệm Phật thì như ai cũng áp dụng được, ai cũng áp dụng được hết. Nên chúng ta bây giờ biết niệm Phật và biết câu Phật hiệu thù thắng. Mỗi người tu của mình muốn gieo câu Phật hiệu cho người khác nghe dù chỉ một lần. Nên chúng ta mở cái tâm lượng lớn ra. Những đứa thấy mỗi khi những đứa tu chung mà nhiều nhiều người mẹ hình như là mướn những đứa con tu, chứ không phải nói phát tâm tu. Nên nó lên nó tu thôi, nó mệt mỏi lắm. Lên nó tu mà vừa tu nó vừa gãi mình mẩy, nó làm ngộ lắm. Hôm qua có thằng trai dễ thương, nó bận cái áo chàng bên trong nó bận quần đùi. Khi đó lễ Phật thấy quần đùi ngắn ngủn ở trong mà, áo chàng mà
mệt mỏi, nó lễ vật mà nó nản lòng lắm, mà chắc được mướn hay sao hay là phải sắp xếp cho tu hay sao, chứ không phải là phát tâm. Thì vì biết rằng là đạo tràng không chung mình, nhà Đức mở hết cái tâm lượng ra hết, không có giới hạn. Tại vì mình nhìn nghĩ rằng đa dạng căn tích, giống như bàn tay có ngón dài ngón ngắn, bắt buộc phải cái gì cũng trang nghiêm hết thì trở ngại cho chúng sanh một số người. Nên chúng ta mỗi người biết niệm Phật, thấy người ta niệm câu Phật hiệu là mừng, niệm câu Phật hiệu thật giả gì cũng thấy mừng. Vì mình đi đến đây mình gieo hạt giống đó cho người ta, mà một hạt giống đó thôi nó cũng là sanh cái quả tương lai chắc chắn luôn. Hoặc giống qua tay câu ai với đạo Phật thì trồng bồ đề muốn thở. Nên có những người mà hỏi những đức về niệm Phật thì mình cứ, nếu ai nói mình ông này dễ cũng được, ai nói ông này không biết gì thì cũng được. Thì nhưng những đức tin chắc rằng được, được là cái tốt nhất phù hợp nhân quả. Thật sự một con người làm thiện nó cũng là phù hợp vào nhân quả nó làm thiện, một con người làm ác nó cũng phù hợp vào nhân quả mà nó làm ác. Giống như một người hôm nay phá thai, mình nhìn vào cái việc người phá thai này tạo tội nghiệp, thế thật sự thì cái thai nhi đó cũng từng não hại người mẹ này, nên đời này người mẹ này phá thai lại. Nên Phật nói muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả đời sau thì xem nhân đời này. Cái nhân cái quả nó rõ ràng lắm quý vị. Nên cái câu được, tốt đó là gì? Đó là phù hợp nhân quả. Có giải thích gì cũng không thể nào bằng được cái việc Đức Phật gom lại một câu gọn hơn: tin nhân quả. Bạn phải tin nhân quả. Dù nói câu này có những người nói rằng nếu mà ông nói vậy thì người ta thấy tiện lợi quá, người ta tạo nghiệp. Không phải đó quý vị. Nó không có hạt giống như vậy thì không có cái quả như vậy đâu. Chứ không phải là nói vậy mà họ dễ tạo nghiệp đâu. Cái người đã không gieo nhân đó thì không bao giờ đi tạo nghiệp đó, 100% luôn. Giữa con người nó có một mối nhân duyên, đòi nợ trả nợ, báo ơn báo oán, nó không bao giờ có cái việc mà chúng ta giúp cho họ đi tạo nghiệp đâu. Chúng ta giúp cho họ tiện lợi đi tạo nghiệp đâu, không có đâu. Lúc trước những đức biết một người này, họ nói rằng cái nơi ở của họ là quy tắc ăn uống đồ là cấm kỵ, ăn kiêng. Người thầy đưa ra cái tiêu đề ăn kiêng dữ lắm, nhưng mà tối lại anh em huynh đệ đi kiếm đồ ăn bên ngoài đem vô phòng đóng cửa phá lại ăn, ăn thoải mái luôn. Thì bị thấy không, mình có thể kiêng người ta cái bên ngoài, nhưng mà cái tâm người ta không kiêng thì người ta chịu không nổi. Thấy chưa, cái nhân cái quả của con người nó vậy đó. Ví dụ như mình không phải là không có quy tắc, nhưng mà mình phải phù hợp vào con người, phù hợp vào con người thì tự nhiên quý vị, bản thân quý vị nó cũng nhẹ nhàng, đỡ đi cái gánh nặng cho chính quý vị vì tin nhân quả. Khi vị đã tin nhân quả rồi, đỡ bao nhiêu cái gánh nặng cho quý vị luôn, thật sự luôn. Nên hồi đó mà chùa mình mà lâu lâu có các cụ yếu mà gần mắt, con cái người ta đến, những đứa điều động viên vô niệm Phật cho cha mẹ, vô niệm Phật cho cha mẹ. Tại vì sao? Vì ba bốn người chúng ta niệm câu Phật hiệu này cũng chưa chắc bằng một đứa con niệm một câu Phật hiệu. Tại vì cái mối nhân duyên nó không đơn giản chút nào đấy quý vị. Mối nhân duyên không đơn giản đâu. Quý vị phải công nhận rằng chồng mình đang nằm đó mà mình niệm cho chồng mình thì cái cảm nhận của mình nó sâu sắc lắm, nó tha thiết lắm, tha thiết quý vị. Con mình đang nằm đó mà mình làm cha mẹ mà mình niệm cho con mình, nó tha thiết. Cha mẹ mình đang nằm đó mà mình niệm cho cha mẹ mình, nó tha thiết lắm. Vì cái tha thiết là cái mối nhân duyên nó cạn hay dày, chứ không phải là quý vị bắt buộc phải phát tâm đâu, không phải đâu quý vị. Khi đi hộ niệm cũng vậy, cái mối nhân duyên nó dày cạn á, để chân thật nó phát tâm đối với người đó. Và cũng cái nhân người đó đã từng gieo với người này, đã từng giúp người này dày sao, thì người này bây giờ giúp lại dày như vậy. Nó không có bao giờ mà bắt buộc cái tâm được, nó đều là tự nhiên phát tâm.
Hồi xưa những đức ở trên ngôi chùa đầu tiên sắp xếp ban hộ niệm. Khi hộ niệm khoảng cỡ một năm mấy, người ta chết nhiều lắm. Có lần những đức quan sát, những đức thấy khi để ý, khi ban hộ niệm mà ngồi chung lại nhau, họ nói gì mà mình nghe mình để ý, kinh nghiệm như vậy. Họ nói cái ca này gì đâu, con nhẫn lâu chết gì đâu, niệm mấy ngày nay mệt chết mồ luôn mà sao chết biết. Nghe câu đó một cái mình nói với họ, nghĩ vậy là sai. Một con kiến mà nó còn muốn sống. Mình đâu phải mình niệm Phật, mình hộ niệm cho người ta là bất cứ người nào mình cũng muốn người ta chết đâu. Nếu như mình niệm mà người ta sống lại được thì cái điều đó có khi tăng thêm cái tín tâm cho dòng họ người ta, độ họ và độ nhiều người trong thân bằng quyến thuộc của họ. Còn chừng nào thỏa mãn họ đến thì họ mắc. Mình đừng có nghĩ rằng niệm ca này sống đi niệm ca khác, mà mình phải làm tròn trách nhiệm của mình khi làm một ca đó. Dù mau hay lâu gì mặc kệ, hãy thấy một con người đang hấp hối, đang khổ đau, thương xót, mình niệm cho họ. Như bản thân mình tương lai có khi nó cũng đau đớn, mà người khác hộ niệm cho chính mình. Có khi đi hộ niệm giết rồi, bản thân mình thấy người ta lâu chết, bản thân mình ngồi nhau bàn tán, sao lâu quá trời lâu. Chết xong rồi thì bắt đầu là niệm 8 tiếng, lò mò coi thử có mềm chưa. Chưa mềm niệm tới 12 tiếng coi mềm chưa. Cái người nào mà coi ấy, thì bước ra nhóm hộ niệm chạy lên hỏi sao trưởng ban, mềm chưa trưởng ban. Chưa. Gắng 2 tiếng. 2 tiếng xong chạy lại, sao trưởng ban, mềm chưa. Chưa. Ca này thấy tiêu. Ca này chấp nặng quá, tiêu. Hộ niệm ca này thấy thất bại. Suốt mấy ngày nay ăn sương nằm gió, lo lắng đủ chuyện, mà bây giờ hộ niệm xong cứng ngắt cứng cọc. Tưởng đâu hộ niệm ca này thành công ra ăn cái gì đó để bù đắp cho mấy ngày nay ăn ít ỏi. Nhưng không ngờ hộ niệm xong cái ca này cứng ngắt cứng còng, ăn gì cũng không vô. Thôi anh em cuốn đồ chuẩn bị rút binh. Buồn, buồn vô cùng luôn. Đó. Cái bệnh này cẩn thận nha quý vị, vì như Đức đã sắp ban hộ niệm, như Đức biết hết rồi. Ban đầu thì hộ niệm cái cảm giác một con người mình thấy thương tâm. Nhưng quý vị cẩn thận, hộ niệm giết rồi không khéo quý vị lại nhìn một con người chết bình thường trước mặt mình quá, trở thành vô tình. Mình là hữu tình chúng sanh chứ không phải vô tình quý vị. Hộ niệm một ca cũng là viên mãn nhiều ca. Hãy làm một ca chân thật bằng tặng đáy lòng, cũng như hộ niệm được nhiều ca. Đừng nên đang hộ niệm ca này mà mong mỏi đi hộ niệm nhiều ca khác, để cho nhiều người được giáng sanh. Coi chừng chúng ta làm giết thành vô tâm, hết sức là cẩn thận. Thật sự tất cả những việc gì những đức đều làm quá hết rồi, nhìn ra hết và len lỏi đi vào đó coi nhìn nhận rõ ràng hết. Thật sự phải đánh thức cái lương tâm của mình, cái lương tri của mình, để làm sao bản thân mình hãy nhìn mình như người đang nằm đó để hộ niệm cho họ, để phát một cái tấm lòng từ bi thật sự để giúp đỡ họ. Thì cái việc hộ niệm này sẽ có sự lợi ích, có sự cảm ứng, có cái sự hóa giải oan gia đi đeo đẳng theo để báo thù. Tại vì cái tâm của mình, những người muốn giúp đỡ này quá chân thật, nó có được cái công đức phước báo để hồi hướng cho oan gia cho của người ta, mà buông bớt cái sự hận thù để cùng chung tay với mình hỗ trợ cho người đang nằm đó về Tây Phương Cực Lạc. Nên cái việc hộ niệm nó là mặt tâm linh, nó không phải là cái chuyện đầu môi chót lưỡi. Nó không phải nói hay hay niệm hay gì đâu, mà tâm hay là cái cực kỳ quan trọng. Vì đó là tâm cảm tâm, nó cảm hóa chứ không phải chuyện đơn giản đâu quý vị. Đó. Nên đi cảnh giới cận tử nghiệp nó kinh lắm, nó như một màn lưới bủa vây ghê lắm. Thấy không?
Giống như sáng nay bị tu bị mắc âm thanh, mày thấy chưa? Nếu như cuộc đời của người mình á, lúc nào cũng nương vào tài xế, có chừng một ngày nào nó ngủ gục thì mình cũng banh xác. Nên tập ngồi trên xe phải tập đừng ngủ mà phải niệm Phật, vì giao mạng cho tài xế. Biết đâu tài xế đêm hôm nó nhậu cả đêm, nó buồn ngủ, sáng nay nó cầm tài mình giao mạng cho cái thằng xỉn rượu. Nó đang chạy nó ngủ gục, nó lủi đầu xuống dưới ao thì thầy trò mình ao hết luôn. Vì còn suy nghĩ đi phải không quý vị? Nên những đức nói như biết, những đức từ xưa tới giờ rèn luyện một cái việc, đó là tuyệt đối ngồi trên xe không bao giờ ngủ. Không bao giờ những đức ngồi trên xe mà những đức ngủ. Đây là 100% luôn. Nó, tại vì sao? Không dám tin giao mạng cho một người tài xế được. Nên quý vị thấy không? Không có cái máy niệm Phật nào hay bằng cái máy của bạn hết. Hiểu câu này chưa? Không có cái máy nào niệm Phật hay bằng cái máy của bạn hết. Không có âm thanh nào hay bằng âm thanh của bạn hết. Dù âm thanh của bạn được cái gì hay nửa này nửa nọ gì thì cũng là âm thanh của bạn, cũng là hay nhất là âm thanh của bạn. Để một ngày nào lỡ âm thanh bên ngoài nó có tắc bất tử thì âm thanh của bạn vẫn tiếp nối chứ không bị gián đoạn. Hiểu chưa? Những đức rất là mừng cái thấy quý vị không có âm thanh mà bị vẫn ngồi đó để tu. Chứ bị là những con người quyết chí cầu sanh cực lạc, dù không có âm thanh vẫn ngồi đó, nhìn theo cái miệng những đức mà niệm theo. Mình làm như nó có một cái sợi dây giao kết gì sâu dày đó quý vị. Nó đặc biệt lắm. Cái tình thương mến thương này chỉ có về cực lạc mới thật sự tỏ bài hết thôi. Còn ở đây bây giờ có tâm sự cỡ nào đi chăng nữa cũng không hết nổi những điều muốn nói. Có nhiều việc đó quý vị ơi. Từ khi mà những đức đi ra làm cư sĩ tới giờ ít gặp nhau, có nhiều tâm sự da diết trong cõi lòng lắm. Nhưng thôi hãy gói gọn lại đi. Rồi lúc nào gặp nhau cực lạc rồi lúc đó tâm sự tặng đáy lòng, vì mà lúc đó mình đó đủ khả năng để tâm sự hết đó. Nên quý vị biết rằng là hãy cố gắng dùng cái máy của chính mình, cái máy tâm của mình, đừng bao giờ lúc nào cũng hoàn toàn dùng vào cái khoa học hiện đại, coi chừng có ngày chúng ta ngã ngửa đấy. Lỡ bất tử nó cúp điện rồi sao? Lỡ bất tử nó hết pin rồi sao? Nó, lỡ bất tử rồi nó không có tiếng rồi sao? Cuối cùng vẫn là cái máy của mình. Nên người niệm Phật á, tin vào bổn nguyện của Phật thì bản thân mình phải niệm. Nên cái câu chư tổ sư nói, trước nhất phải tin tự rồi mới tin tha. Tin tự mình nè, mình đã nghe rồi, mình nghe lời dạy của Phật rồi, mình đã tín nguyện với Phật rồi, mình muốn sanh cực lạc rồi, thì phải tin tự mình làm được những việc mà người khác không làm được. Mình phải tin mình niệm Phật được, mình phải tin mình chịu tu được, mình phải tu tu được, mình tin mình 12 giờ khuya cũng tu được, và tin mình sáng mai vẫn tỉnh táo được. Tin mọi mặt như vậy, tin bản thân mình sẽ niệm Phật được, và Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình về cực lạc. Nên trước nhất phải tin mình rồi mới cảm ứng cái việc Phật gia trì là tha lực. Nên tin tự mới tin tha. Nếu như bạn mỗi ngày không dụng công tu mà chờ cuối cùng người ta hộ niệm, đó là cái bên ngoài, không phải của bạn. Người ta chỉ nhắc nhở, nếu cái máy của bạn không phát được thì thua, bạn tiêu à. Nên bạn mỗi ngày phải quân tập cái máy của bạn, cái máy tâm của bạn, là bạn phải niệm Phật được. Đó. Nên bất cứ một cái gì trong cuộc đời này nó cũng phải có sự thử thách. Nên như Đức từng nói rằng thử thách mà thôi là như vậy. Đó. Nên những điều như Đức chia sẻ đây á, quý vị nghe nhận thức. Nên nãy như Đức tu khi mà không có tiếng, như Đức nhìn cũng mắc cười. Trong lòng như Đức nói rằng đây cũng là một bài học đáng giá, nhắc nhở những con người ngồi đây.
Thường ngày tiếng rầm rầm, bữa nay tự nhiên không có tiếng chơi vậy được không? Nó vô thường. Ý muốn nói rằng bữa nay mình đang khỏe gì bất tử, một chút tự nhiên chân mình nhức, quý vị coi có không? Mình đang khỏe tung tăng vậy đó. Có khi những lúc mình, ô bữa nay công nhận sức khỏe thiệt là tốt, ôi công nhận khỏe quá, một chút tự nhiên chặt cái chân. Quý vị biết rằng có rất nhiều người bị tai biến mà bản thân họ hỏi câu tại sao? Bác sĩ, tôi đang khỏe gì tự nhiên sao mà tôi bị gì kỳ vậy? Không thể nào chấp nhận được cái điều này. Nhưng cái cuộc đời con người nó đến với mình bất chợt, ai mà biết được quý vị. Thấy không? Dù khỏe cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà nó đến với mình bất chợt. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày nói, nếu như mà bạn biết được ngày nay bạn chết thì tất cả việc gì bạn cũng gói gọn hết. Nếu như bạn biết ngày nay là bạn chết thì lời nói của bạn lúc nào cũng dễ thương. Nếu bạn biết ngày nay bạn chết thì bạn sẽ nói với vợ, với chồng bạn những lời thật sự bằng cả tấm lòng. Nếu bạn biết ngày nay là bạn chết thì bạn sẽ biết đủ liền. Con người chúng ta thường bị cái bệnh được một chút, muốn thêm một chút, muốn một chút. Đến khi cặn tới nghiệp của cuộc đời, khi chúng ta chút hơi thở gần cuối cùng thì chúng ta mong muốn mình được một chút hơi thở nữa, chứ không còn đòi hỏi cái chút nào trong cuộc sống này. Thì ngồi suy nghĩ đi. Chúng ta đã cầu cái tiền bạc vật chất danh tiếng, cầu nó từng chút để gom góp. Khi hơi thở gần kết thúc cuộc đời thì mới thấy cái chân quý nhất là tấm chân tình. Thường thì chúng ta lại bỏ quên cái tấm chân tình, chạy theo vật chất. Nhưng cuối cùng tay trắng dân quần trắng tay, của cải vật chất có ai cầm theo đâu quý vị. Khi sinh ra thì chặn chuỗi, khi ra đi cũng không có gì trong cõi đời này, chỉ có tội phước theo mình mà thôi. Quý vị coi những điều nhắc nhở này nó phải quá quan trọng trong cuộc đời chúng ta không? Hãy ngồi suy nghĩ đi quý vị. Hãy ngồi nghe ông chú hô chia sẻ đi. Đúng không? Tuy miệng rộng đi hô mà nhiệt tình. Nói thật, nói thiệt. Đúng không? Nên những đức nói rằng á, những đức làm sai thì nhiều người biết. Vì sao? Vì những đức được bình an là vì những đức làm sai có nhiều người biết. Vì tôi sửa. Nếu như mà tôi làm sai mà tôi che giấu thì tôi sợ người lật tẩy tôi sẽ bất an cả đời. Thà khổ đau một lần cho xong, thà bị chửi một lần cho xong còn hơn là phải mang sự lo âu da diết trong cõi lòng. Vì tôi muốn về cực lạc. Nó nói xám là nói ra là dám cho người ta biết những điều mình sai quấy. Thà một lần để tích lọc luôn tất cả những người nhận thức về nhân duyên giữa chúng ta. Không thể nào mà chúng ta mà không dám đối diện sự thật được. Thường chúng ta khổ đau là vì mình không đối diện sự thật được. Mình không dám tin người thân của mình, người thương yêu của mình phải đối xử với mình như vậy. Chúng ta phải dám tin. Chúng ta phải dám tin họ dám làm điều đó vì tin nhân quả. Chúng ta luôn luôn dám tin chồng mình có thể phản bội mình. Chúng ta dám tin vợ mình có thể phản bội mình. Chúng ta dám tin con mình có thể bất hiếu với mình. Chúng ta đều dám tin những điều này trong cuộc đời sẽ xảy ra đến với mình nếu như là có nhân có quả. Dám tin. Chúng ta dám tin người thân bên cạnh mình, người mình tin tưởng nhất sẽ phản bội mình. Mình tin điều này vì tin nhân quả. Nếu có sự việc đó, ta vẫn giữ được chính chúng ta mà xong. Thấy không? Nên con người bất an là thường bị bảo vệ một cái xấu của mình, sợ người khác biết được. Và cũng vì sợ người khác biết được cái xấu của mình mà họ phải đùa đẩy đưa mình đi vào tiếp tục xấu nữa. Vì coi phim ảnh chuyện vậy thấy không? Người này làm một việc xấu nhỏ nhưng mà người này che giấu, bị một cái người ác, người sai thao túng người này, bắt người này phải tiếp tục đi làm điều xấu. Nếu không làm thì họ sẽ phơ bày. Vì cái danh của mình mà mình phải đi làm điều xấu, cuối cùng mình là kẻ lún sâu trong tội lỗi. Nghe không?
Nếu như mình là người phụ nữ lỡ ngoại tình, lỡ ngoại tình mình lúc nhẹ dạ ngoại tình một lần dừng lại, nếu nó nói bây giờ em nếu không cho tôi nữa thì tôi đi nói cho thằng chồng em biết, nó quýnh em cho mà biết, nó bỏ em luôn. Mình nói nếu anh là người đàn ông vô liêm sỉ như vậy thì anh cứ làm đi. Tôi đã sai lầm khi đến với anh, thà một lần sai lầm còn hơn là nhiều lần đến với một con người vô liêm sỉ. Quý vị mà mạnh mẽ như vậy thì ai dám thao túng quý vị, hiểu chưa? Một lần sai người ta còn có thể tha thứ, cố tình sai thì không được rồi, hiểu không? Nên tôi làm sai một lần chưa ai biết được, nên tôi tiếp tục làm sai, khi người ta biết được tôi dừng liền. Nên tôi cũng là cái dạng vô liêm sỉ, cuối cùng phải quay đầu hướng thiện mà thôi, phải dám đối diện sự thật. Dù ai có chửi mắng, mắng nhiếc gì cũng là một cái sự rèn luyện tôi trở thành người mạnh mẽ thật sự. Trong cái khó khăn, trong cái nhiều thứ khó khăn, phải rèn ra một con người, phải dám đối diện sự thật thôi, thấy không? Đó. Cái xấu nhất của mình là giấu những điều sai quấy, không dám đối diện với sự sai quấy. Con người thường đối diện với sự tốt đẹp, nhưng mà cái xấu xa không có ai dám đối diện tới. Nhưng chúng ta cũng phải đối diện với nó ở trong một cảnh giới nào thôi. Thà bây giờ trong cuộc đời này ta đối diện thẳng với nó đi, để chúng ta về thế giới cực lạc. Những đức mong rằng những người biết những đức và đã từng học tập những đức, dù những đức là ông hô, nhưng những đức cũng mong quý vị trở thành một con người mạnh mẽ thật sự, đối diện sự thật trong cuộc đời này. Dù bị gặp sự cố gì, bệnh đau ung thư, bị bỏ rơi, sự cố gì trong cuộc đời, những đức cũng mong quý vị đứng lên. Đứng lên, nhớ kỹ nghe, đừng bao giờ gục ngã, hãy đứng lên. Không ai đứng lên bằng chính mình đứng lên, không ai dìu mình bằng chính mình dìu mình đâu, không ai thương mình bằng chính mình thương mình đâu. Mình buồn khổ mình sẽ khổ, mình phải giải quyết được vấn đề này, chính bản thân mình giải quyết, đây là điều đặc biệt nhất. Phật pháp chỉ cho mình tư tưởng thôi, còn việc quyết định chính bản thân mình. Nhớ kỹ nghe quý vị, đây là những bài học tập mà nó rất xác thực trong cuộc đời này. Nó phải dám đối diện sự thật bất cứ một việc gì đến với chúng ta, và chúng ta cũng sẽ được đối diện với Phật A Di Đà một ngày không xa. Tại vì tất cả việc gì mình cũng dám đối diện sự thật để niệm Phật, thì chúng ta cũng sẽ đối diện với Phật A Di Đà. Ngài đến, Ngài sẽ nói một câu rằng: con thật là gan dạ, con rất là mạnh mẽ. Ngài tán thán chúng ta, Ngài dùng cái tâm từ bi của Ngài lấy đôi tay để so đầu chúng ta, chúng ta hạnh phúc cỡ nào chứ quý vị, thấy không? Chúng ta sẽ rơi nước mắt khi thấy rằng con tội lỗi như vậy mà Ngài đến, Ngài tiếp dẫn con sao? Ngài sẽ ôn tồn nói câu nói rằng: con không có gì tội lỗi cả, con rất từ bi, ta rất là thương con, vì con là đứa con lưu lạc trong cái cõi đời ô trược này, nên con phải chịu những cái nạn tai, những cái kiếp nạn, những sự khảo đảo đó. Con luôn luôn là đứa con ngoan của ta, vì con luôn luôn hướng đến ta, hiểu không? Ngài sẽ ôn tồn khen mình, Ngài tán thán mình, Ngài không có chê bai mình, hiểu không quý vị? Nên quý vị hãy yên tâm, cha lành A Di Đà Phật rất từ bi, hiểu không? Tất cả những cái sai quấy chúng ta tạo đều phải quay đầu, phải sửa đổi chính mình, phải làm mới lại. Còn hơi thở là còn cơ hội, đừng bao giờ đánh mất cơ hội, đừng bao giờ lún sâu vào tội lỗi, hãy đứng lên. Kẻ dũng khí thật sự là trong cái sai quấy gì cũng đứng lên, dù tắm mình trong bùn nhơ nhưng chúng ta có thể đi ra biển tắm lại thì sạch sẽ thôi, có cái gì. Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy nước biển bao la trong xanh vô cùng, nhưng tắm biển xong rồi chúng ta phải đi tắm nước khác lại, thấy không?
Nên trong cái cuộc đời này không có loại nước nào mà không dơ, chỉ có cái loại nước từ bi mới không dơ thôi. Vì nước từ bi là cái nước không ô nhiễm, cái nước tha thứ nên không dơ. Không có loại nước nào mà hoàn toàn khử trùng mà sạch trùng được hết chứ. Chỉ có nước từ bi là không có di trùng thôi. Tại vì nước từ bi là nước tha thứ, nước chấp nhận, nước chịu đựng được khổ đau, nước vui trong mọi hoàn cảnh, nước tha thứ cho người. Đây là loại nước sạch nhất mà Phật A Di Đà ban cho chúng ta, Bồ Tát Quán Thế Âm ban cho chúng ta. Nên quý vị nhớ, chúng ta có cơ hội hãy đứng lên. Dù một việc sai, hai việc sai, mười việc sai, nhưng phải đứng lên niệm Phật. Đừng bao giờ chịu chết như vậy. Đừng bao giờ cho rằng mình không có cơ hội, mình là kẻ ô uế, Phật A Di Đà sẽ không đến trước mình đâu. Không có. Phật A Di Đà sẽ đến trước quý vị, trước trước cái người mà tu tinh tấn. Vì Ngài từ bi, Ngài sợ quý vị bỏ cuộc bất tử rồi rớt luôn, nên Ngài sẽ đến rước quý vị trước. Giống như chương trình người mù vậy đó. Lựa mấy người mù nào mà què hoặc mà mù mà lết bách cho tiền nhiều. Còn mấy người mà nghèo sáng mắt đồ cho tiền vừa vừa thôi. Vì thấy chương trình người mù vậy đó, từng tổ chức không? Lựa mấy người mù te tua chức nhất 60 người ngồi phía trước. Phật A Di Đà cũng cái tâm đó đó. Đối với những người tạo tội nghiệp trước nặng nề mà quay đầu niệm Phật, Ngài rước trước. Vì Ngài biết không rước thằng này thì thằng này nó rớt luôn, nên rước nó trước. Còn nhỏ kia Thanh Nga thì từ từ hả rước. Vì tu tinh tấn quá, Diệu Chinh rồi tu tinh tấn quá, từ từ rước sao con. Để rước những đức trước, tại này nó tạo nghiệp trước nặng nề, không rước nó trước nó rớt luôn sao con. Ngài từ bi, Ngài sẽ rước cái người làm sai nhất mà dũng khí niệm Phật muốn về quốc độ của Ngài, Ngài rước trước. Để cho tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp thấy mình có cơ hội, thấy không? Phải đà Ngài từ bi vậy đó. Nên mình tu hành phải mở tâm từ bi ra, khoan dung và tha thứ. Đó là nước sạch sẽ nhất trong tâm chúng ta nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ai vậy đâu vậy?